ruộng đỡ của mình đã mình trồng mới được có hơn năm mà cây rất đẹp các bạn ạ. Cây mỗi cây phun xuê mà cả mỗi cây là mỗi cành là lên một chùm nụ, nhiều chùm nụ mà một chùm đầu tiên cầu là to nhất. Còn các cái cánh cái chánh thì nó đang lên li ti rất nhiều nhánh các bạn ạ, lên bao nhiêu là nụ hoa, đến mùa đúng nắng lên là nó bắt đầu nó nở ra thì đẹp cực kỳ đấy các bạn.